Xin chào ông bà cô chú và các anh chị nha. Sáng nay cái cây này là hồi đó nó ra hoa quá trời luôn. Cái từ 10 ngày đi chơi 10 ngày về là cái hoa nó rụng hết. Cái lá mọc xanh lên luôn, nhanh ghê hả. Bên kia có một cái cây táo ở bên kia. Hồi đó nó còi cọc, nó có cái cây cọng lên thôi mà bây giờ nó cũng có hoa luôn, cây táo ra hoa. À, thấy thấy không nhờ, cả nhà thấy táo không? Để lại quay gần lại cho coi nha. Đây nè, cây táo thì giờ ra hoa nè. À, hồi đó trồng trồng mà nó còi cọc hết, bây giờ cái tới mùa xuân cái nó ra hoa. À, hay không. À, hôm nay lại cuối tuần nữa chở mẹ đi như cả nhà đi một cái tulip farm, tức là cái hoa, cái cánh đồng hoa tulip cách đây khoảng tiếng mấy lái xe, gần 2 tiếng gì đó. À, giờ nay trời nắng á, dự báo thời tiết có mưa mấy tiếng đồng hồ nhưng mà thấy hiện nay là vẫn thấy nắng. Linh đang vô nhà lấy cái máy điện, máy máy chụp hình nãy đi mà quên đó. Kiến đâu hả, cây quay lấy xe rồi. Kiến đâu không thấy. Rồi lên đường nha. Rồi chào cả nhà nha, sao gần 2 tiếng đồng hồ lái xe thì giờ tới đó, tới chỗ tulip farm rồi nè. Bây giờ mời cả nhà vô xem cánh đồng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mời cả nhà xem cánh đồng hoa tulip này thế nào nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đông hả? Mọi người đông à, cũng xe quá rồi. Cái đó playground. Lỗ này cũng được nữa. Rồi thôi để xe trước đi. Đó cái gì đây? Private parking. Tulip Farm parking là đi tại đây thôi. Đó, có vẻ cũng chả đông đó. Nhiều khi tour du lịch đổ tới. Quá trời. Thứ bảy chủ nhật mình đi đúng ngày thứ bảy. Cái đó đông. Ngày thường đâu ai đi đâu. Là đổi thứ ba về. Mới trồng đây, trồng đây, trồng đâu biết. Đâu? Có thử hướng dẫn đi không? Số 1 đâu, đâu quái nó trồng chỗ này nè ha. Chỗ đó đây trồng đôi thứ này không biết luôn. Đó, kính xuống, kêu nó hướng dẫn cái gì. Hey, good morning. Good morning, how are you? Yes, where we can park. I'll put you in, see ahead there's that maroon vehicle in the middle there. The white one? The maroon one. In the middle? Put you okay, in beside right, right. There's right. A middle row there, you'll see some lines. Yeah, that one. Okay. Thank you. Quýt mà, vậy là ít á. Chưa có khách đây. Ba, nhanh. Nhanh, okay. Bước lên lên. Sao để nó mở ra nó thấy nó đậu gì mà không có thẳng hề con nói nữa. Rồi mình đậu vậy đi thì mình giữ nếp cho nó cho ta đậu thẳng rồi tự sửa xe lại chứ. Năm ngoái là trồng trước ra đây nè, hôm nay
biết. Vô là gặp liền ha. Ờ có biết đâu đi, trọng đâu. Đâu mà người ta đi. Rồi vô mua vé cái đã. Rồi à, rồi. Đó, đó. Đó người ta đi đó. Dẫn đi đâu ta? Ok. Đây, tới nơi, bây giờ đi vô mua vé nha. Không cả. Ok. Đây. À, giá vé nè. 15 đồng cho người lớn nha. Rồi. Bộ sẽ đàn quang lấy rồi. Bực mình rồi đó. Hey, how are you today? Good, thanks. Good. Can I get three adults? On card? Yes, please. 45 altogether. Would you like an entry sticker? Yes, please. Did you want to copy the receipt? No, thanks. Lấy cái bài cái thẻ em. Next lúc thì lấy bà cái này dán người lên đứng nó phần ngưng đây chật ra như thế. Oh, the other one here from this mẹ. Okay. Sticker. Vô đây coi coi. Xuống đây, xuống mệt quá. Đây. Đây là trong nhà bán đồ lưu niệm. Chưa có ra cánh đồng. Đây nhà bán đồ lưu niệm thôi. Có ba hoa thiệt nè. Đây. Mọi người vô đây xem tham quan mấy cái sản phẩm liên quan đến đến hoa tulip á. Này bình tách bình trà là đẹp nè. Tulip màu tím. Mọi người ở đây uống cà phê luôn. Có tiệm cà phê. Cả nhà xem mọi người cũng đi tới đây xem hoa quá trời luôn. Trời lúc nắng lúc mưa. Elsa, đó dù có Elsa đó. Rồi, tới rồi đó. Đó, nhà thấy không? Trước đó. Mới dùng cánh đồng. Quá đẹp. Giờ có nhiệm vụ là đi ra chụp hình cho mẹ rồi chụp hình cho Ray. Lát mình ra tới đó mình quay tiếp. Này mà có flycam ha, quay đẹp lắm. Quá trời quá đất.
Đang chụp hình mà trời mưa. Quá trời đẹp luôn. Trời mưa mà ở đây luôn hả? Đi vô đụng mưa lát hết mưa ra chứ. Đây là cánh đồng hoa tulip của Loxton. Thật ra không phải Loxton, nó gọi là quê nhà vậy đó. Từ nhà mình lái xe xuống đây 2 tiếng. Sáng giờ đi chở mẹ với Ray lên đi chụp hình túi bụi. Và trời hôm nay lúc nắng nắng, lúc mưa lúc nắng, lúc mưa. Cánh đồng bát ngát luôn ha. Đã. Quá đẹp. Rất là nhiều loại hoa tulip, mỗi loại gì nó trồng một luống, mình cũng không biết tên nữa. À. Màu này, màu kia, màu tím, màu hồng, màu pha, màu trắng, wow, quá trời. Incredible. Mấy dụng cụ nông trại nè. Quá trời, quá đất luôn, mình cũng không biết cái gì. Sau khi ra lội ngoài đó đi chụp hình á, lội sình không, bây giờ vô trong này rửa chân. Ai cũng sình hết. Đây. Chỗ đó là tên hiệu của cái farm này á, Van Diamond gì đó, Diamond chắc vậy quá. Nó bán trong đó, nó bán cái củ để trồng hoa tulip á. Rồi sao? Bây giờ chụp hình đã đời rồi. Sao mày thấy cái đồng này sao?
Mày đẹp chứ. Dạ. Yeah. Cái nó đẹp khác nhau. Cái bữa khác là... khác với lại thôi bữa. Khác chứ bữa bữa thì bữa... nó làm theo kiểu mà coi như là tạo hình. Còn cái này nó từng luống luống đẹp quá mà không có thời gian, mưa đổ xuống. Mưa tới rồi cái. Mà có tắc. Chụp cho nhiều cũng nhiều đó, có đúc lăng lo bò trong đó cũng nhiều đó. Cũng nhiều hoa. Ờ, nhiều hoa đó. Mà đều... đẹp, nó từng luống. Nhiều từng loại. Rất là đẹp. Người ta đi ta cũng lịch sử, ta đi ta kỹ càng, ta giữ hoa, ta đâu có ai đạp phá băng ngang băng dọc gì đâu, ta đi theo lối theo đường. Ờ, giờ chạy qua về lại lên trên đường à, muốn dừng chỗ nào ăn uống cà phê gì đó thì dừng xuống đi chân không, xuống đi chân không luôn, chân đề sình hết. Mà lần sau đi nhớ đem hai đôi dép theo nữa. Mà mang gì ủng gì đồ không còn à, cái ủng ở đây chơi, mang bốt rồi nữa, đó gót nhọn đi nó lúng đâu không. Ờ. Cũng dễ đi không có sao, nó không được. Ok, let's go. Chạy xe lát rồi, bây giờ ghé tới chỗ này ăn trưa một mấy rồi, chỗ Plains Plus Garden gì nè, full bloom. Rồi đi vô quán coi cho có gì không nha. Sorry. Actually, we opted for lunch. Yeah. Yeah, yeah. I was just asking if you want a drink now. Yeah. Or do you want to look at the menu first? Okay, look at the menu. Yeah. Sure. Yeah, look at me do the. Good breakfast. Two red water. Đồ tây không à? Vô quán tây đồ đồ à, chị. Vậy yeah, cho chip ha. Big breakfast 26 đồng, nhiều quá, ăn nổi đâu. Rồi đồ ăn ra nha, đây là chip nè, cho Ray nè, xin nó barbecue sauce pate, cái này là pate gan gà đó, với lại ăn bánh mì. Dạ đó, giờ để cái pate. Xin barbecue sauce không? Chiếc mặn luôn. Ờ. Vui. Ăn
Ngon. Yes, please. Yeah. Oh, beautiful. Thank you. Can I have, sorry, can I have some water and barbecue sauce? Yeah. Đây, món thứ hai nè. Này là burger gà. Nước em. Rồi, cả nhà ăn như vậy thôi, đủ rồi. Quá nhiều luôn chứ đủ. Tập thể dục cái miệng trước rồi mới bỏ vô cắn được. Ây dạ. Hả miệng ra là bị chiên giòn hơn mà có miếng. Mời cái nhà ăn burger nha. Nãy giờ quên mất mời. Ngon không? Sao, no chưa? Ngon không? Sao trầm tư vậy? Ăn đau bụng luôn hả? Ba mẹ con ăn hai phần thôi à? Là ăn chia nhau ăn hết cái bánh burger với lại cái pate này, còn cái đống chip này nữa nè, đống khoai tây chiên này cho Grace ăn không nổi luôn á. Rồi, buổi trưa 50 năm mấy đồng. Thank you.